Món ăn ngon, ngon ơi là ngon luôn các bạn ơi. Xin mời mọi người. Hai, xin chào mọi người, rất vui được đón tiếp mọi người đến với kênh của Sún. Lời nói đầu tiên là Sún xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và luôn đồng hành cùng kênh Năm Sún. Kính chúc mọi người sức khỏe và bình an. Và hôm nay Sún xin mời mọi người chúng ta cùng vào bếp và chế biến món chả cá thác lát, trộn thịt xay, bọc trứng cút, chiên giòn. Và cách làm như thế nào thì mời các bạn cùng với Sún thực hiện món này nha. Xin mời. Các bạn ơi, vì một chút trục trặc về máy móc, do vậy cái phần giới thiệu đầu tiên thì Sún không quay được. Bây giờ Sún xin giới thiệu lại một chút nha. Thì thành phần hôm nay Sún sử dụng là 400 g cá thác lát đã nạo sẵn, 300 g thịt nạc xay. Trong phần thịt nạc xay này cũng có một chút mỡ nha mọi người. Và Sún sẽ sử dụng các gia vị đi kèm là nửa muỗng bột nêm, 1/3 muỗng bột ngọt, 1/3 muỗng muối, nửa muỗng đường, nửa muỗng tiêu, 3 trái ớt bầm nhuyễn, 4 củ hành tím sắc nhỏ và bầm nhuyễn luôn, cũng như là một nắm đầu hành lá. Mình băm nhỏ tất cả nguyên liệu chúng ta sẽ bỏ vào đây. Và bây giờ chúng ta cùng quết với Sún nha. Mình sẽ quết thật kỹ, thật nhiều để cho món chả cá của chúng ta được hấp dẫn và dai ngon hơn. Và sau khi mình quết phần chả cá này được thật kỹ rồi thì chúng ta để nghỉ đó một chút. Chúng ta sẽ quay qua luộc trứng cút nha mọi người. Sún sử dụng ở đây là 30 trứng cút. Phần trứng này thì chúng ta luộc với một ít nước. Trong phần nước này Sún cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối để cho phần trứng của chúng ta luộc xong thì nó sẽ có cái vị đậm đà ngon hơn. Và các bạn nhớ là phần trứng này chúng ta chỉ luộc khoảng 6 đến 7 phút là xong. Sau khi trứng chín thì chúng ta rửa sơ qua nước lạnh cho nó nguội bớt và chúng ta sẽ tiến hành lột vỏ trứng nha. Và đây là 30 quả trứng mà Sún mới vừa lột xong nè mọi người. Bây giờ thì Sún sẽ lấy phần chả cá thác lát mà mình đã quết sẵn đó. Sún sẽ bọc cái phần trứng cút này. Các bạn nhớ là mình phải canh cho nó đều đủ. Cái phần chả cá này cũng như phần trứng cút này chúng ta làm 30 trứng. Do vậy nên chúng ta phải cẩn thận và canh cho nó đều để cho nó vừa đủ nha. Sau khi mình đã bọc phần trứng này xong thì Sún sử dụng là bột chiên giòn rắc đều lên trên những cái viên này. Chúng ta nhớ là mình lăn hết toàn bộ các mặt để nó đều với bột luôn. Và trước khi chiên thì các bạn vũ sơ, mình cầm viên lên mình vũ sơ sơ cho những cái nào mà nó không dính chắc á, thì nó sẽ rớt ra để mình chiên cho nó khỏi làm đục cái chảo dầu của chúng ta. Sau khi mình đã lăn bột hết những phần chả cá thì chúng ta đặt một cái nồi và trong cái nồi đó chúng ta chế dầu vào. Khi dầu sôi thì chúng ta bắt đầu chiên chả cá này. Mới đầu thì chúng ta để lửa lớn cho dầu sôi, sau đó chúng ta giảm lửa vừa để mình chiên cá cho nó được chín đều, vàng đều. Sau khi nó chín đều, vàng đều các mặt thì chúng ta sẽ gấp phần chả cá ra. Và khi chiên thì các bạn cứ nhìn cho viên chả cá bọc trứng này nó sẽ vàng đều các mặt là được nha. Và như thế này là cái phần chả cá được rồi nè mọi người. Sún sẽ gấp ra dĩa. Nhìn khá là hấp dẫn ha mọi người. Cái màu nó vàng ươm mà. Quá đã luôn. Món này các bạn biết không? Mình ăn với cơm cũng được nè, ăn chơi cũng được nè, bảo đảm với mọi người từ người lớn đến trẻ em ai cũng đều thích món này.
Cái phần bên ngoài á thì nó giòn giòn, thơm thơm, ngon ngon của chả cá cũng như là thịt, và phần bên trong á thì nó bùi bùi béo béo của trứng cút, đặc biệt là cái phần tròng đỏ của trứng cút. Rồi bên cạnh đó chúng ta sẽ rưới lên đây một chút sốt mayonnaise hoặc tương cà tương ớt, rồi có sử dụng thêm một chút mè rang. Ôi thiệt là ngon luôn nha mọi người. Nó bùi bùi béo béo thơm thơm của các nguyên vật liệu hòa kèm. Thiệt là không thể chê vào đâu được. Ăn một viên rồi lại muốn ăn hai viên, hai viên rồi muốn ăn 5 viên, 5 viên rồi muốn ăn cả chục viên luôn. Xuân rất là thích ăn món này nha, mà con của Xuân cũng mê lắm nè. Các bạn hãy thử vào bếp và làm cho cả gia đình cùng thưởng thức món này xem sao. Đảm bảo là chất lượng và rất là tuyệt vời nhé. Và các bạn khi mà mình ăn cơm cũng có thể chúng ta chế biến là chúng ta sử dụng một ít cà chua mình băm nhỏ, xong mình làm sốt lên rồi mình rưới lên trên đây, mình lăn qua những cái viên này, bảo đảm là bay dứt nồi cơm hồi nào không hay luôn á nha, ngon lắm luôn. Các bạn thấy sao? Đây chỉ là một món ăn đơn giản và bình thường, nhưng đôi lúc chúng ta bỏ quên. Hôm nay Súng cũng muốn chia sẻ với mọi người về món này. Các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video sau của Xuân nha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời cuối cùng xin kính chúc mọi người sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye!